xương nhá, mình tích vào đây sâu lên xem action này. Đầu tiên mình kiểm tra action xem có lỗi không ạ. Ok nha, xem dưới này đấy, bị lỗi anh em nhá, đấy lỗi thấy chưa, nhìn là biết đúng không, ấn vào đây đây ngửa lại lỗi này đấy thấy chưa, ấn vào action này đây nó là B3 xương B3, ấn vào B3 xong mình chạy này đó, xem mình xem lỗi đâu fix cái đấy. Cái này thì tôi nghĩ là lỗi ở thân thôi, thân ok chưa đây. Xóa đi chưa, mình làm lại action cho chạy thử lại đây, chỗ này đổi lại kéo ra 36 ok, kéo tí cho đẹp 12 cho ok, đây thì nó sẽ được cái chuyển động này đó đó đó. Tiếp tục B32 chiều ngược lại B32 chiều ngược lại, à B3 kia bên kia mình chưa sửa, mới sửa một bên đó.